Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với vlog tuần này. Mình là Buồn Ngủ nhá. Nhá. Phải đi gặp khách ở tốt luôn 7 lần, khá là xa luôn. Và tối hôm đó thì mình đi ăn sinh nhật của bạn, đi ăn Hai Di Lao nhé. Tụi mình order phòng VIP này, trang trí đầy đủ luôn. Mọi người có coi The New Mental không? Mình có coi khách trên TikTok. Còn đây là phần nước chấm, mình có bỏ hết tất cả vào luôn. Qua hôm sau thì tụi mình đi cùng Ly với lại đồng nghiệp cũ, thật ra đúng hơn là đại gia Đà Nẵng. Hút này là kêu quá nhiều món ăn luôn, mà đâu có ngờ là sau này là Yên Trần đại gia Đà Nẵng sẽ đi lấy chồng và đại tụi mình. Rồi mới uống một ly bia thôi nhưng mà bây giờ tụi mình lại thèm rượu, nên là đi kiếm một hidden bar, thì đây gọi là Dutch bar nha. Nước ở đây thì khá ngon với lại dễ vừa uống nữa, thì mình cũng được recommend cái nước gì đó, Southern gì đó. Còn acoustic thì mình nghĩ là cuối tuần. Hello, sau những buổi ăn chơi thì mình phải đi rèn luyện sức khỏe. Thì mình ăn nhiều lắm, mình uống cũng nhiều nữa, nên là mình cũng phải tập nhiều nữa. Thì mình đang tập ở City Gym. Ở City Gym mà có 10 cái chi nhánh thì mình đã đi được khoảng 8 cái rồi. Mình thích đi tour để đi coi cái nào tốt nhất. Thì hiện tại mình đang học tập ở Thành Thái với lại Vạn Hạnh Môn. Mình thì cũng có đăng ký PT, cũng có tập riêng nữa, nhưng mà mình thích tập riêng một mình hơn, tại vì thứ nhất là mình không dậy sớm nổi, thứ hai là PT thì bắt mình phải ăn kiểu điều độ nên là mình không thích lắm. Nhưng mà overall thì mình tập PT để cho mình biết cách tập trước, rồi sau đó mình tự tập lại thì mình thấy ok hơn. Nên là lúc trước khi mà đăng cái vlog đầu tiên nè, thì khi mà mình đăng lên, bạn bè mình hỏi là sao có 2 phút vậy, thì lúc đó là chỉ có như vậy thôi. Quá ít luôn. Ngoài đi làm công việc chính ra thì mình cũng có đi dạy thêm nữa, với lại làm những cái công việc khác nữa để mà có nhiều nguồn lực kinh tế hơn. Thì cái việc đi dạy thêm học trò của mình rất là dễ thương luôn, mình được tặng măng cụt này. Welcome to the street food series. Cùng mình đi ăn vặt nha. Let's go. Mình ăn vặt siêu siêu nhiều luôn. Thì có bạn đồng nghiệp cũng nói là sao cái giống như công an vậy. Thì là do mình đi tập để mình đi ăn mà. Trước thì mình đi hay đi ăn với bạn, nhưng mà bây giờ thì mình có người đi cùng rồi. Đây. Dâm lại.
bạn đi cà phê nữa rồi. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi Blue Dream Bread nè. Khá là ngon với đa dạng loại bánh nữa. Khung cảnh cũng rất là đẹp. Rồi trang trí cũng rất là kiểu châu Âu á. Hình như quán này là có trên Đà Lạt nữa. Thì đây là cái tầng 2 của nó nè. Khá là đông. Hôm đó thì mình ăn 3 loại bánh. Thì ngoài cái croissant ăn khá ổn, còn hai cái còn lại thì hơi khô một xíu. Nhưng mà cái vị thì cũng khá là ngon. Nước thì quá ngon luôn ý. Đó thì mình còn đi mua đồ nữa. Thì dạo này local brand thì mình không có biết, không có rành nhiều, nên là mình hay đi đến Lidl nè, rồi Stress Mama nè. Rồi dịp 2 tháng 9 thì Pandora lại còn mua 2 tặng 2, nên là bọn mình cũng ghé vào để mua quà sinh nhật. Rồi sau đó mình được mua luôn cái charm với cái vòng luôn. Good morning. Tháng 9 là cái tháng mà quá trời sinh nhật luôn ấy. Đoán xem hôm nay mình đi với ai? Đi với Khiết Lâm nha. Thì tụi mình đi đến Kurishika. Quán này bán cà ri khá là nổi. Bây giờ thì xin phép mình được tập trung chuyên môn. Múc băng bắt đầu. Nhầm nhầm nhầm. Ăn uống xong thì tụi mình có ghé qua Wawa Studio để xem giày. Thì ở đây có khá là nhiều mẫu, nhưng mà có điều là trên Instagram mình nhìn rất là đẹp, nhưng mà khi mà mình thử vào thì không có hợp với mình lắm. Nên là mọi người nên đến store để xem thử coi là có hợp với mình không. Khúc này là có một chị khách nữa cũng vào store thì thấy cái dép trắng của Kiklam, tưởng là của shop nên là hỏi mua.
Đến đoạn này thì mình có phân vân đến hai cái, thì mình có hỏi chị Instagram coi là mình thích cái nào hơn, nhưng mà cuối cùng thì mình không có mua cái nào hết, mình mua cái khác. Ta-da. Happy birthday. Quá là mập rồi. Đây là 2018 mơn mởn, bây giờ 2023. Dịp lễ ở Sài Gòn có bắn pháo bông mọi người có coi không? Thì mình đi một cái rooftop rồi xong sau đó cũng thấy được cái view này cũng khá là đẹp, cũng quay được nữa. There was before you and there was during you. For some reason, I never thought there would be an after you. But there it was and I was in it. Khúc này thì cũng có nhiều người đứng xem thì cũng hên là không có ai chen chúc gì hết, cũng khá là thoải mái nữa. Hi, sweetheart. This is Taylor. Oh my God. I can see that you're in your lover era. This is your lover calling you. Please pick up your phone. You know what? I once believed love would be burning red, but now you know it's golden, like daylight. I'm so happy for you, and I hope this never ends and you always be this close, forever and ever. Dịp lễ vừa rồi thì mình được nghỉ đến 4 ngày lận, nên là mình cũng muốn kiếm một cái staycation để cho thay đổi không khí, thì mình chọn M Village ha. Hello mọi người, và rồi mình cũng đã đến với cái hoạt động cuối cùng của ngày lễ của mình, thì mình có làm bánh trung thu, thì rất là thú vị, rất là vui vì làm chung với bạn mình. Thì mình không biết làm nhưng mà bạn mình chỉ. Cái dây chuyền nó đang bị chậm lại. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm bánh trung thu cho hai người nhé. Hãy chờ xem. Không có ai làm bánh gì hết á má. Thế là cũng hết cái vlog của tuần này rồi. Mùa hè 24 tuổi cũng bắt đầu trôi qua rồi. Thì vlog lần này khá là dài. Cũng cảm ơn mọi người vì đã xem đến tận đây. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé. Tạm biệt nha.